Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món, đó là món sườn rim. Mời các bạn xem hết video chi tiết của mình nhé. Nguyên liệu của mình là mình có sườn nhá, sườn non nhá, với lại hai củ hành tím. Giờ mình sẽ đập dập nó ra. Giờ mình sẽ đi chiên cái sườn này lên nha. Giờ mình sẽ bật bếp cho nó nóng lên để đi chiên sườn. Chảo của mình đã khô rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào đây nhé. Mình mở nó rửa lại một xíu. Dầu của mình nó đã nóng rồi đấy. Giờ mình sẽ cho sườn vào để chiên lên. Thank you.
của tôi là rán thì nó rán đều hai mặt nhưng mà được hết.
của mình đã xong rồi đấy. Giờ mình sẽ tắt bếp rồi tắt ra nha. Tắt bếp cho dễ lắm đấy. Không nó bỏng tắt rồi mà. Tiền của mình đã bao hết rồi mà. Còn để lại một xíu này thì mình phi hành, mình sẽ bật lửa lên, mình sẽ bật nhỏ thôi để phi cái hành này. Hành đã vào thì mình sẽ đổ cái sườn mình vừa chiên lúc nãy ra rồi nhé. Sau khi mình bỏ qua cái hành rồi, giờ mình sẽ cho gia vị nhé. Mình cho vào đây là một ít hương nấm, một muỗng hạt lêu nữa. Một muỗng bên ngoài. Đây, cho vào đây là một chút nước lọc. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng đường nhé. Tương ớt nữa. Mình hay nấu thịt, nấu cá mình hay cho tương ớt đấy. Nó lên màu đẹp. Tương ớt này nó lên màu rất là đẹp luôn. Nên mình mới nhỏ lửa một xíu để om cho gia vị này nó thấm đều vào sườn.
Mình hái được một ít bắp non ở ngoài vườn đấy. Cái bắp non á, cái bắp người ta gọi là bắp bào tử ấy, mình sẽ cho luôn vào đây nè, cho nó thấm thấm ninh cùng với thịt cho nó thấm, lát mình ăn rất là ngon luôn đấy ạ. Hoặc là nếu mà các bạn mà thích thì các bạn có thể là luộc luộc riêng cái bắp non này ra này, để lát nữa chấm với cái nước sốt thịt này ăn cũng rất là ngon luôn đấy. Mình sẽ cho đây là một xíu tiêu bắp nhé. Mình lật thịt này cho thịt mình nó thấm đều nhé. Cái nước thịt này này mình chấm với rau luộc cực đều rất là ngon nhá. Rau luộc ví dụ như là bắp non này, rồi đậu cu ve này, rồi đậu rau đồ luộc á, đồ luộc mà chấm với nước thịt này ngon cực kỳ luôn ý.
Vậy là món sườn rim của mình đã xong rồi đấy. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn xem video của mình vui vẻ nha. Các bạn xem video của mình thấy hay thì cho mình xin nút like, nút subscribe nha. Bye bye và cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Bye bye các bạn.